Tôi ẩm thực Bình Dương xin kính chào các bạn. Tại ngã tư Sở Sao. Đã từ rất lâu rồi quý vị. Có thể nói là trước năm 75 đã có tồn tại một cái tên Văn Hường chuyên bán hủ tiếu. Thì thời gian gần đây lại xuất hiện một cái tên Văn Hường cũng bán hủ tiếu. Ý mình nói là hủ tiếu Văn Hường đã xuất hiện lại tại ngã tư Sở Sao. Sau một thời gian gọi là nghỉ đó, ngã tư sau này đây chúng ta có thể nhìn thấy ngã tư Sở Sao nè, thấy được cây xăng với lại nhà lầu của ông Diệp nè, thấy không quý vị? Đây trạm xăng dầu và cây xăng của ông Diệp. Thì cái cảm giác nó gần đến mức như thế cái gì mà em đi thẳng lên hướng cổng xanh nhà đỏ, thẳng lên hướng Phú Giáo quý vị, chỉ cần mấy trăm mét thôi. Ở đây là khu phố 1 phường Tân Định. Vào chúng ta trải nghiệm hủ tiếu xem có ngon như hủ tiếu Văn Hường hay không. Mình đó thì chỉ nhớ sơ sơ về hủ tiếu Văn Hường. Sau đó mãi khi lớn lên thì không còn ký ức gì nhiều về hủ tiếu Văn Hường. Nhưng hôm nay chúng ta ăn hủ tiếu Văn Hường xem có ngon, có ngon hay không để mình trải nghiệm rồi mình đánh giá. Đây, trải nghiệm xong đánh giá. Ý. Đấy, đâm bán hủ tiếu thì cũng là hủ tiếu Nam Vang bình thường thôi, nhưng mà cái tên gắn liền với những ai đã từng ăn hủ tiếu. Hay là vậy. Sau đây đi thấy người quen không mà trời. Ở bên đây anh, bên đây anh An quản lý thị trường. Bên đây anh Thu Tri Nã nữa. Con Thu nữa. Đâu rồi, ghé quán hủ tiếu ngã tư sao gặp toàn người quen không à? Gặp hai ông anh là quản lý thị trường với lại công an tỉnh Bình Dương. Để chúng ta ăn đi. Chút đem hủ tiếu mình ra mình thử coi. Thử ngon không em? Hấp dẫn không nữa? Nước lèo nấu vừa ăn. Đấy, bên đây bà Năm nè. Đây, để đây cho con. Ủa, cái nước sôi nè. Đó, nước sôi. Cô cho hỏi hủ tiếu Văn Hường cột xưa cũ hay hủ tiếu Văn Hường mới vậy cô? Cũ hả? Ủa vậy sao mấy nay cô ở đâu? Ở đây. À sao cô không bán nữa? À vậy hả? Là cũ. Đại khái là cô nói cũ nhưng mà mình cần xác minh lại. Đâu đây nè. Nè tô hủ tiếu của mình nè, hủ tiếu xương. Chào bà. Nhẹ ho nhỏ thôi. Anh chửi kìa. Đấy, mình phải cần phải xác minh thêm. Về vấn đề xác minh thì phải tế nhị. Ví dụ như người ta là hủ tiếu xưa cũ thì tốt. Còn nếu như mà người ta không phải là hủ tiếu xưa cũ thì nói người ta nháy thì nó cũng kỳ. Đó, mọi người biết thì mọi người xác nhận thông tin thêm. Chứ còn đây mình ăn cho ba cái này. Rồi cảm ơn mẹ. Rồi ba thử cái vị nước coi. Thấy vị nước lèo. Hủ tiếu phải đúng hủ tiếu tươi vậy mới ngon. Nói chung là khó nhận xét quá.
hủ tiếu nấu khô, hủ tiếu em bé, hủ tiếu xương, rồi và hủ tiếu dân hương tại ngã tư sau. Cảm ơn mọi người quan tâm theo dõi nha. Ok.